Trước khi bắt đầu, chúng ta sẽ đến với tiết mục thể dục thể thao nâng cao sức khỏe. Xin kính chào các bạn, quý vị. Máy hôm nay thì mọi người đang rất là rầm rộ về Samsung. Ngoài cái vấn đề Galaxy Note 7 thì cái chiếc Galaxy Z7 Prime đang được sự chú ý, bởi gần đây thì nhà sản xuất Hàn Quốc đã tung ra một cái clip quảng cáo không thể bá đạo hơn. Như các bạn đã thấy là sẽ có hai luồng bình luận về cái quảng cáo này. Một bên thì tỏ ra rất là ủng hộ và cảm thấy hào hứng với lại cái ý tưởng Samsung đưa ra. Một bên thì cực kỳ là anti, ném đá, cho rằng là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích về cái việc là cách mà Samsung làm clip đá đểu đối thủ như vậy là có hợp lý hay không. Có thể nói rằng ở Việt Nam thì các bạn chưa quen với cái việc là làm ra các clip so sánh với đối thủ, mà chúng ta chỉ biết đến là bột giặt thường, dầu ăn thường. Thành ra nó không rõ và không mường tượng đến bất kỳ một ai hết. Tuy nhiên, cái cách làm như vậy thì trong giới marketing, đặc biệt ở các quốc gia châu Âu hay ở nước ngoài thì nó rất là phổ biến. Có hai cái mà mình cực kỳ hào hứng. Một là clip quảng cáo đã từng tạo nên cuộc chiến giữa BlackBerry và Apple. Và các bạn thấy là clip đấy quảng cáo cực kỳ đơn giản, tuy nhiên nó tiêu tốn đến hàng trăm nghìn đô để nghĩ ra một cái ý tưởng như vậy. Cái thứ hai là clip quảng cáo của Coca và Pepsi. Các bạn thấy là trong clip này giấu đi đối thủ mà đưa thẳng ra đấm thẳng vào mặt nó, là cho thấy là mày vẫn ở đẳng cấp ở dưới chân tao mà thôi. Vì đấy là một điều hết sức bình thường, nhưng Việt Nam chúng ta là khá mới. Và cái cách làm của BlackBerry và Apple thì hơi giống với cái trường hợp lần này mà cách Samsung làm. Tức nghĩa là trong cái clip quảng cáo các bạn sẽ không nhìn thấy cụ thể tên của bất kỳ một thương hiệu nào, mà nó chỉ gọi là đưa ra một hình ảnh để cho người dùng tự hình dung. Ví dụ như là của Apple thì sẽ là hoàng tử trái cây, còn của Oppo thì chúng ta sẽ có ti rồng, để cho người xem sẽ tự hình dung ra là ai. Samsung không công kích cá nhân mà nhắm vào các thương hiệu ở phân khúc tầm trung. Và đây là nhóm đang cực kỳ nóng ở thị trường Việt Nam chúng ta, là từ 5 đến 7 triệu. Hiện tại thì với cái việc là nhà sản xuất đẻ khá nhiều thì dòng Galaxy A và Z Samsung đã chiếm lĩnh hơn 50% market share ở phân khúc này, và cũng là hãng lớn duy nhất trụ được trước sự tấn công của hãng Trung Quốc khác. Cái mà các bạn nói ở đây nhiều nhất đó là việc Samsung vi phạm cái luật cạnh tranh. Thì thực ra mà nói, trước khi đưa ra clip này thì bản thân hãng Samsung cũng đã phải là đi tìm hiểu về luật rồi. Thì vì vậy nên mà cái việc liên quan đến luật thì sẽ có nhà nước và các bên luật pháp lo rồi, chúng ta không cần phải lo về vấn đề đấy. Và hơn nữa là các bạn sẽ thấy là trong cái video đó, tất cả các logo hay là thông tin về sản phẩm đều bị che mờ, nên không rõ là cái nào cả, mà chẳng qua là dân công nghệ như anh em mình xem thì chúng ta biết mà thôi. Và cái cuối cùng là rốt cuộc là từ phía người tiêu dùng thì có thể cảm nhận được là cái clip này cho thấy là cái sự khốc liệt của cái thị trường điện thoại bây giờ. Thường thì ngày xưa các cái hãng nhỏ hơn thì mới làm các cái clip so sánh với hãng lớn để nâng cao vị thế. Nhưng ngay bây giờ Samsung phải làm một cái clip để nhằm mục đích là đánh phủ đầu các hãng khác như vậy, cho thấy là cái phân khúc này là đang cạnh tranh vô cùng gay gắt. Đến hãng lớn như Samsung cũng phải là thể hiện mình ta đây một tí, dằn mặt các cái hãng kia. Quan trọng nhất là cái việc cạnh tranh như vậy thì càng có lợi cho người tiêu dùng. Các bạn sẽ có được các sản phẩm tốt hơn, mức giá hợp lý hơn. Z7 Prime cũng đã là một cái cho thấy được là Samsung bán ra một sản phẩm ở tầm phân khúc như vậy, nếu cách đây 1-2 năm về trước thì không thì nó có nào Full HD, cải biến vân tay một chạm và kiểu như vậy. Và nó bán ra với số lượng thì cực kỳ lớn và khủng khiếp. Với ống nhìn của một người cũng học ở marketing như mình thì mình nhận thấy đây là hy vọng nó sẽ có một cái trào lưu mới. Có thể là sau Samsung làm, rất nhiều hãng khác cũng sẽ đứng lên làm các clip kiểu như vậy, thì chúng ta sẽ có được xem được nhiều màn đấu đá hay ho hơn.